Marco Mobile chào anh em. Hôm nay mình nói về cái cường lực đi kèm máy anh em nhé. Cái cường lực quan trọng lắm anh em ạ. Nhiều khi anh em mua ở ngoài anh em không biết là cường lực gì đâu. Thường nó có hai loại như này. Đây. Đấy, anh em nhìn cái hộp của nó đóng gói trông đã khiếp chưa? Và một cái loại chỉ có 5.000, 7.000, 10.000 gì đấy một miếng. Đấy. Nó mỏng dính, trông nói chung là trông buồn lắm, không không ra gì. Cái loại này đây này, anh em nhìn cái cường lực loại xịn này. Đấy. Bóc ra này. Nó cái riêng cái tiền hộp này mình nhìn mình đã thấy nó xịn rồi. Tại vì mình đang quay bằng một tay cho nên là nhìn nó không được rõ nét. Nó hơi chậm tay tí nhá. Đấy. Anh em nhìn cái đấy, cường lực xịn nó thế này cơ mà. Thực ra cái vỏ ngoài nó chả giải quyết cái gì, nó làm rất cầu kỳ anh em nhé, có miếng lau chùi dọn rửa các kiểu, nhưng mà cái chất lượng của nó mới là quan trọng. Mình dán lên mình vuốt cảm giác như là nó còn sướng hơn cả cái kính zin nữa. Đấy, anh em nhìn nghiêng nó dày dặn như này, vuốt lên tay sướng cực kỳ. Còn cái kính mỏng dính này ấy, nói chung là không ra một cái gì, vớ va vẩn, không dùng được anh em ạ. Anh ơi, ở đây mình Gì có em ơi? bán cường lực của 8 cộng anh. Có em ơi, có hai loại xịn với loại zin, em lấy loại nào? Ồ, hai loại này thì giá như nào mà nó khác nhau như nào anh? Em sinh viên à? Vâng ạ. Hai cái loại này thì cái loại xịn đây là 150, còn loại zin là 300 em ạ. Em có hay Thì chơi game không? em có anh ạ. Dán loại xịn đi đầu tư đi. À, loại zin nhầm. Em đầu tư đi. Đấy, trông nó giống hệt nhau này thôi nhưng mà dán lên em dùng khác ấy. Cày game nó khác biệt hẳn. Zin là bao nhiêu anh nhỉ? 300 em ạ, sinh viên anh để ra 290. Được anh ạ, làm cho Đấy, em có thanh thêm. niên về thế, đưa đây.